Xin chào các bạn. Rất vui hôm nay lại được chia sẻ với các bạn cách trồng địa lan thanh trường để cho ra hoa đúng vào dịp Tết. Vâng, thú chơi địa lan kiếm của người Bắc Hà thì đã có từ xưa đến nay. Và không biết từ bao giờ nhưng những từ mỹ từ như là vương giả chi hương có lẽ đó là dành cho những dòng địa lan kiếm, một thú chơi tao nhã. Và cứ mỗi độ xuân về thì địa lan kiếm lại đua nhau tỏa sắc hương ngào ngạt, khiến cho mọi người không khỏi kìm lòng và ngơ ngẩn đến mê say. Trong rất nhiều các giống địa lan kiếm thì người ta ưa chuộng nhất là các giống mạc lan nở vào mùa xuân, thường gọi là mạc lan xuân. Với mùi hương hoa quyến rũ và đa dạng màu sắc, mạc lan xuân là tổ hợp của những cây mạc lan có hoa nở vào mùa xuân, hoặc lan nói chung có thân củ hình bầu dục, rễ to khỏe, lá rộng và đầy, bóng. Nó có khoảng từ 3 đến 5 nhánh lá hình lưỡi kiếm. Mạc lan theo nghĩa tiếng Hán là lan mực, tức là lan có hoa màu tối. Nhưng những biến thể của lan thì có nhiều hoa màu xanh, màu vàng, màu đỏ khác nhau. Tết năm nay thì những chậu mạc lan nhà mình ra hoa rất là đẹp. Địa lan xuân đại hoàng điểm, lan mạc biên quý hiếm và mỗi năm nó chỉ nở một lần. Và đây là chậu địa lan thanh trường. Địa lan thanh trường thì có lá hơi cong khoảng 2 cm, đầu lá cong xuống, mặt lá phẳng, nhẵn, có màu xanh đậm. Hoa địa lan thanh trường thường nở khi nó ra hoa rất là đẹp. Hoa xanh nở một thời gian bắt đầu nó chuyển màu hơi vàng, cánh hoa nở thì nó không căng hết. Lưỡi hoa nó cuộn vào bên trong, mặt trong của cánh hoa thì có màu vàng trắng nhìn rất là đáng yêu. Mỗi một nhánh hoa có rất nhiều bông và mỗi bông có 5 cánh. Địa lan thanh trường thì có mùi hương thơm rất là đậm. Để có một chậu địa lan thanh trường đẹp không đơn giản nhưng cũng không khó. Quy trình trồng rất là dễ. Cũng giống như các loại lan khác, địa lan thanh trường cần tách chiết, có thể là các khóm lan chúng ta mới khai thác được hoặc là mới mua ở ngoài chợ về. Ta tách 1/2 thân của nó, sau đó đem cắt bỏ rễ thối đi. Những chiếc lá bị hỏng thì ta có thể tách để dùng tay hoặc là dao. Và làm khô cái vết tách ở rễ của nó vừa xong. Và sau đó thì ta có thể lấy con dao hoặc là lấy cái thanh sắt khoảng 2 đến 3 ly đã đem đun nóng ở trên bếp lửa. Hơ lửa nóng và bắt đầu ta chà sát vào cái vết vừa tách cho tới khi vết nó khô. Sau đó thì ta dùng sơn bôi vào cái vết tách, nó rất là dễ, đơn giản. Ta để cho khô, chờ khô cái vết sơn đấy đi. Với cái chậu trồng địa lan thanh trường thì chậu phải đảm bảo là độ thoát nước, nó chứa đủ các giá thể để cho cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Nếu mà chậu ở dưới đáy chậu lỗ nhỏ, nước không thoát được hết thì ta nên khoan thêm lỗ ở dưới đáy với chậu nhựa. Ta có thể dùng cái thanh sắt, ta nung nóng xong sau đó ta khoan ở dưới đáy chậu. Còn với cả những cái chậu thủy tinh, chậu sứ thì ta nên đặt nhiều cái xỉ than ở dưới đáy của nó thì là cho nó dễ thoát nước. Chọn chậu để trồng lan thanh trường nó cũng rất là kén. Chậu phải đảm bảo sao để nó tôn vinh vẻ đẹp của cây lan thanh trường lên thêm. Còn những cái giá thể để trồng địa lan thanh trường ạ. Vâng, giá thể trồng địa lan thanh trường thì dùng rất nhiều loại giá thể khác nhau, ví dụ như là than củi, đá, trấu. Nhà mình dùng rất nhiều loại. Ở đây là có than củi này, ở dưới đáy mình xếp một lớp than củi to. Sau đó có những viên đá, viên viên xỉ than, những cục đất hay là những cái hạt trấu mà hun chấu hun mình chỉ hun một ít thôi chứ không đun kỹ, cho nên là vẫn còn mảy trấu. Rồi là những cái vỏ thông hoặc là những cái vỏ lạc khô mình dùng làm giá thể của nó. Và đất trồng cho nó thì nó mình lấy cái loại đất sét và mình đem vê nhỏ, sau đó mình phơi khô qua nhiều nắng. Càng phơi được nhiều càng tốt các bạn nhé. Đất trồng của nó tuyệt đối là không được để cho nó giã ra khi còn gặp nước thì mới tốt. Chậu trồng thì nên để cho nó có lỗ hổng thật nhiều dưới đáy chậu thì cây nó sẽ lên rất là tốt và ra hoa. Khi mình chăm sóc
và cho cái phân phân bón của dành riêng cho lan. Thì lưu ý chăm sóc kỹ càng thì nó sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết giống như là cây lan thanh trường nhà mình. Vâng, như vậy thì với việc chia sẻ những yếu tố để tạo lên cây địa lan thanh trường đẹp sẽ giúp cho các bạn có được cái kinh nghiệm mà trong quá trình trồng hoa lan của các bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Chúc các bạn trồng được những cây hoa lan thật là đẹp và thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Hãy đừng quên bấm like và